sau một thời gian chuẩn bị, ngôi nhà chung Seri 5 đã có sự thay đổi. Ngay từ đầu chương trình, các thành viên ngôi nhà chung đã có một chuyến đi chơi dài ngày tại Đà Lạt, thành phố ngàn hoa. Các bạn trẻ thuộc nhiều ngành nghề, đến từ nhiều nơi, nên chung một chuyến xe khởi đầu cho câu chuyện đi tìm tình yêu của chính mình. Họ là ai và câu chuyện tình yêu của họ sẽ đi về đâu? Lớp 2 mùa 5. Trần Tuấn Đạt, 29 tuổi, hiện là giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đã 3 năm rồi chưa yêu ai. Trịnh Thanh Phú, 28 tuổi, là người dẫn chương trình, anh chàng đã trải qua 3 mối tình. Ngô Thế Dũng, 28 tuổi, kỹ sư công nghệ thông tin, chỉ mới có 1 mối tình. Phùng Đức Nghĩa, 26 tuổi, hiện đang là nhân viên ngân hàng, đã trải qua 2 mối tình. Điều Thúy Vi, 26 tuổi, kinh doanh thời trang, đã trải qua 4 mối tình. Phạm Đắc Kim Tuyền, 21 tuổi, hiện đang là sinh viên, đồng thời cũng là streamer cho các spa chăm sóc da, làm đẹp. Tuyền đã có 2 mối tình chính thức. Huỳnh Tô Gia Hòa, nickname là Giang Hy, 21 tuổi, là một người mẫu ảnh với công việc tay trái là diễn viên cho các clip ca nhạc, đã trải qua 2 mối tình chính thức. Đinh Bảo Yến, 23 tuổi, là một ca sĩ trẻ, hiện đang lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, đã trải qua 2 mối tình. Nhập cuộc sau các bạn, liệu Đạt có đuổi kịp Nghĩa trên con đường chinh phục Tuyền? Phú ban đầu chú ý Vi, sau đó có vẻ khá quan tâm đến Yến, cô gái mới gia nhập. Dũng thì lại chuyển hướng về phía Tuyền, Thi thì dành sự chú ý cho Đạt, chàng trai vừa quay trở lại. 8 thành viên đã hội tụ đủ, câu chuyện tình cảm của họ sẽ diễn biến ra sao?